Khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 10, trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn km 36 qua xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, có nhiều phương tiện đang lưu thông thì bất ngờ có hai xe tải dừng đổ trên cao tốc. Đáng lưu ý, xe tải biển kiểm soát 64H02032 đang đổ trong tư thế ngược chiều so với chiều lưu thông của các phương tiện. Nhiều phương tiện ô tô lưu thông đến km 36 hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận buộc phải đánh lái gấp để né tránh. Quá trình tuần tra, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính để xử phạt tài xế theo quy định của pháp luật. Tài xế hai phương tiện bị lập biên bản về lỗi đổ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định, theo Nghị định 100 của Chính phủ. Tài xế xe giải thích do phương tiện bất ngờ bị hỏng trên cao tốc nên phải nhờ xe tải 64H02032 đến quay đầu lại để san hàng hóa. Được biết, theo quy định tại Nghị định 100, thì người dừng đổ xe trên cao tốc không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.